laptop hoặc là cái mic kết nối từ cái điện thoại hay không. Thì sau khi test xong mình sẽ cho các bạn nghe lại cái âm thanh từ cái micro của Tempon có dây nha các bạn. Rồi, cho âm thanh khá là hay các bạn. Đó, mình đã test lại cho các bạn xem rồi đó. HB Shop thân chào các bạn. Có một số bạn hỏi về cái vấn đề micro kết nối từ cái điện thoại qua cái laptop hoặc là PC nha các bạn. Thì ở đây mình dùng cái chương trình là EVCam nha, để kết nối cái điện thoại với cái laptop nha. Thì chúng ta sử dụng cái camera của điện thoại làm cái webcam của laptop. Thì đối với một số trường hợp mà chúng ta không có camera hoặc không có micro các bạn, thì clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng về cái mic luôn nha. Các một số các loại mic, đó là mic có dây nè, sử dụng mic Bluetooth nè, và sử dụng cái mic ở trên điện thoại luôn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Thì trước tiên chúng ta sẽ mở cái chương trình EVCam trên laptop lên. Đó, chúng ta mở nó lên. Sau đó là chúng ta sẽ mở cái EVCam trên cái điện thoại và chúng ta sẽ kết nối nha. Đó, chúng ta chọn kết nối. Thì đây các bạn. Thì đây là cái quảng cáo chúng ta không dùng thì chúng ta đóng lại nha. Đó, thì đây, thì lúc này cái EVCam nó đã kết nối cái điện thoại làm cái webcam rồi các bạn ha. Thì lúc này chúng ta để coi mình sử dụng cái micro là từ cái điện thoại hay là micro từ cái laptop. Thường á, nếu mà cái laptop của mình không có cái camera nếu mà laptop của mình không có camera thì nó vẫn có mic nha các bạn. Đa phần là nó có mic, những cái lỗ nhỏ trên đây nè, có mic, hoặc là những cái lỗ nhỏ ở phía dưới của cái laptop của mình. Thì để coi mình sử dụng cái mic nào, thì mình vào đây. Các bạn thấy hình cái loa ở dưới không? Cái loa dưới thanh tách 3 dưới góc phải màn hình, chúng ta click phải, chúng ta chọn Open Sound Setting nha. Đây, thì lúc này á, cái chỗ input nè các bạn thấy không, input, chúng ta chọn cái thiết bị nhập cái âm thanh vào. Ở đây nó đang chọn microphone của cái hai device này, là cái này là cái micro của máy nha. Khi chọn micro của máy thì chúng ta nói nó sẽ có âm lượng nè. Đó, chúng ta đập nó sẽ có âm lượng, tức là nó thu tín hiệu cái mic từ trên đây đây các bạn. Cái mic từ đây nha. Bây giờ nếu mà chúng ta muốn cho nó thu từ cái điện thoại của mình, các bạn biết không, cho nó thu từ cái mic trên điện thoại, thì ở đây cái input chúng ta sẽ chọn tiếp là cái microphone thân 1 của E2A Shop EVCam. Thì lúc này chúng ta nói nó sẽ ghi âm từ cái điện thoại. Nè, bây giờ mình gõ trên cái điện thoại các bạn coi nha. Nè, mình để tay gõ nè. Thì cái tín hiệu nó nè, các bạn thấy nè. Nói các bạn thấy không? Đó. Khi này chúng ta sẽ nói trực tiếp từ cái điện thoại luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Còn nếu mà chúng ta sử dụng cái mic, cái micro từ của laptop thì chúng ta chọn microphone hai device, audio device ở dưới nè nha. Còn trên đây, tại vì chúng ta đã kết nối với điện thoại làm webcam thì nó sẽ sử dụng cái mic của điện thoại. Chúng ta dùng luôn trên đây, chúng ta ghi âm hoặc là chúng ta dùng camera trên đây trực tiếp luôn. Ok đó các bạn nha. Bây giờ mình dùng ở trên là mình dùng cái camera của điện thoại và cái mic từ điện thoại luôn nha. Đây, mình chọn input microphone thân 1 của E2A Shop EVCam nha. Lúc này mình nói thì cái điện thoại của nó quay nè. Và cái mic của nó tăng âm lượng lên xuống nè, các bạn thấy không? Đó. Rồi, bây giờ để chỉnh cái âm lượng của cái mic trên điện thoại, chúng ta chọn tiếp là
À, chúng ta chọn tiếp là sao control panel. Các bạn thấy không? Sao control panel nó hiện ra cái menu của nó đây. Chúng ta chọn record. À, rồi tiếp tục là chúng ta chọn cái microphone thân 1 nha. Chúng ta chọn Roberti. Rồi tiếp tục chúng ta chọn là cái mục là level. À, chúng ta có thể giảm âm lượng của nó lại để cho nó bớt hú. Bớt hú nha các bạn. À, giảm âm lượng của nó lại. Ví dụ thường thường chúng ta để khoảng 50 hoặc là 60. Còn nếu không các bạn để 100% cũng được để cho nó hút hơn nha, cho âm lượng nó hút hơn. Rồi các bạn chỉnh cái âm lượng của cái micro của trên cái mic của điện thoại ở đây, được chưa? Xong rồi các bạn ok. Ok. Hả? À, bây giờ mình ghi âm thử một cái đoạn trên cái điện thoại nha. Mình sẽ nói trực tiếp trên điện thoại. Bây giờ mình sẽ mở một cái chương trình PowerPoint lên. Đây. Rồi. New. Hả? À. Thì ở đây mình chọn ghi âm, mình tạo cho nó một vài line ha. Search new line. À, new line tiếp. Rồi. Chúng ta chọn tiếp là cái mục ISO. Chọn record ISO. Thì đây các bạn. Cái camera nó bật ở trên đây luôn nè. Ha. À, bây giờ mình sẽ ghi âm. Thì đây các bạn, mình ghi âm từ cái mic ở trên cái điện thoại luôn nha các bạn. À, xin chào các bạn, mình đang thử mic từ trên cái điện thoại kết nối với cái laptop nha. Dùng cái chương trình Evercam để mà truyền tín hiệu mic và hình ảnh từ điện thoại làm webcam cho cái laptop. Thì sau đây là mình review từ cái mic ở trên cái điện thoại nha. Một chút nữa mình sẽ review cái mic từ ở trên cái tai phone mà có dây nha các bạn. Hả? Mình chỉ sử dụng hình ảnh từ cái điện thoại làm cái cam cho laptop thôi. Rồi chúng ta chọn stop ha. Rồi chúng ta play lại thử. À, xin chào các bạn, mình đang thử mic từ trên cái điện thoại kết nối với cái laptop nha. Mic của chúng ta là cam, các bạn chỉ cần hiểu mic và bạn hình ảnh từ điện thoại và ca cho laptop. Đặt view từ cái mic ở trên cái điện thoại nha. Chúng ta sẽ review cái mic từ trên cái tai phone mà có dây nha các bạn. Hả? Mình chỉ sử dụng ảnh từ cái thọ đặt cam cho laptop thôi. Rồi các bạn, đó là mình vừa test cái mic ở trên điện thoại kết nối với cái laptop qua cái chương trình Evercam để dùng cái điện thoại làm cái webcam của cái laptop nha các bạn. Cái âm thanh mình nghe lại thì nó cũng hơi được, tức là âm thanh cho cũng rõ, nó hơi chậm một chút và nó hơi giật đó, tín hiệu truyền từ cái mic của điện thoại nha. Bây giờ mình sẽ ghi thử một clip cho cái âm thanh mic từ cái laptop thử nha các bạn. Chúng ta chọn option sound setting. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn lại cái input device chỗ microphone nha các bạn. Chúng ta chọn lại là cái microphone của hai device audio device nha. Là cái mục này là cái micro của laptop của mình. Đó, bây giờ chúng ta chọn xong rồi. Bây giờ mình sẽ vào ghi âm lại thử. Đây cái file mình chọn đây. Bây giờ mình vào ghi âm lại thử. Record. Đó. Đây các bạn, mình đang ghi âm sử dụng hình ảnh từ cái điện thoại làm webcam cho laptop nha. Và mình chọn cái mic ghi âm là trên laptop. Để mình test coi cái mic này, cái âm thanh nó nghe có rõ hay không nha các bạn. Đó.
Bây giờ mình tua lại để các bạn nghe thử nha. À, chúng ta chọn stop và chọn play lại. Đây các bạn, mình đang ghi âm sử dụng hình ảnh từ cái điện thoại làm webcam cho laptop nha. Và mình chọn cái mic ghi âm là trên laptop để mình test coi cái mic này cái âm thanh nó nghe có rõ hay không nha các bạn. Đó. Bây giờ mình tua lại để các bạn nghe thử nha. Đó, chúng ta chọn. Đó các bạn, mình test từ cái mic của trên laptop, âm thanh nghe khá là trơn tru và nghe cũng khá hay. À, nó khác ở chỗ cái mic ở trên điện thoại, đó là cái mic này á, nghe nó hay hơn và nó không có bị giật, nghe nó hay hơn nha các bạn. Cái độ trễ của nó hầu như là không có. À, đây là mình đã test cái micro ở trên cái laptop nha các bạn. Nha, micro của laptop. Tiếp theo bây giờ mình sẽ test cái mic ở trên cái phone đeo tai nha. Mic có dây. Đây các bạn. Đây là cái rắc của cái mic có dây. Nó là bốn nắp nha, nó gồm có led, ray và mic luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ cắm vào mình test thử để các bạn xem. Rồi sau khi mình cắm rồi nha các bạn, bây giờ chúng ta sẽ vào, chúng ta chọn lại cái mic nha. Chúng ta click phải vào âm thanh, chọn open sound. Rồi bây giờ chúng ta chọn thử. Đây, cái microphone mặc định của nó chọn rồi nè. Khi chúng ta gắn vào á thì mặc định nó đã chọn cái âm thanh của máy rồi nè các bạn. Đó. Đây là mình alo thử trên cái mic của cái tai nghe nha. Alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Đó, mình đã chọn lại rồi. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi bây giờ chúng ta ghi thử lại nha các bạn. Đó. Chúng ta chọn ghi âm lại. À, chào các bạn, mình đang test cái micro ở trên cái tai phone có dây nha. Mình đang nói chuyện từ cái mic này để xem cái âm thanh nó có hay hơn cái mic từ trên laptop hoặc là cái mic kết nối từ cái điện thoại hay không. Thì sau khi test xong mình sẽ cho các bạn nghe lại cái âm thanh từ cái micro của tai phone có dây nha các bạn. Đây mình tua lại cái mic ghi âm từ trên cái mic của tai phone có dây nha các bạn. À, chào các bạn, mình đang test cái micro ở trên cái tai phone có dây nha. Mình đang nói chuyện từ cái mic này xem cái âm thanh nó có hay hơn cái mic từ trên laptop hoặc là cái mic kết nối từ điện thoại hay không. Thì sau khi test xong mình sẽ cho các bạn nghe lại cái âm thanh từ cái micro của tai phone có dây nha các bạn. Rồi cho âm thanh khá là hay các bạn. Đó, mình đã test lại cho các bạn xem rồi đó. Cho âm thanh khá là hay. Đó. Nó cũng giống như cái mic ở trên cái của cái laptop của mình. Đó. Vậy thì qua test các cái mic thì mình cảm nhận được là cái mic ở trên cái điện thoại đó, chúng ta truyền qua tín hiệu wifi thì nó hơi bị giật, hơi bị chậm nha các bạn, hơi khó nghe. À, nhưng mà đối với một số cái trường hợp nào mà các bạn không có cái micro á, thì chúng ta dùng tạm cái mic ở trên điện thoại. Còn nếu mà các bạn nào có mic ở trên laptop hoặc là có mic của tai phone thì chúng ta nên dùng cái mic của cái laptop hoặc là mic của tai phone thì nó sẽ cho âm thanh hay hơn nha các bạn. Các bạn chỉ kết nối dùng cái camera của cái điện thoại thôi, không cần dùng mic của trên cái điện thoại nha. À, và điều cùng các bạn, thân chào các bạn nha. Chúc các bạn kết nối thành công. Để góp phần đẩy lùi dịch bệnh và phòng chống dịch bệnh hiệu quả, chúng ta cần nâng cao ý thức, nghiêm chỉnh, chấp hành chỉ thị của chính phủ và thực hiện 5K phòng chống COVID-19. Thứ nhất là chúng ta đeo khẩu trang. Thứ hai là chúng ta khử khuẩn tay. Thứ ba là chúng ta không tụ tập đông người. Thứ tư là chúng ta phải khai báo y tế. Và thứ năm là chúng ta phải giữ khoảng cách trên 2 mét.